Vườn quốc gia Tràm Chim cháy ngùn ngụt, cột khói cao hàng trăm mét che kín cả khu vực rộng lớn. Trưa ngày 11 tháng 6, vườn quốc gia Tràm Chim ở huyện Tam Nông cháy lớn, thiêu rụi nhiều diện tích cây ăn trái và rừng tràm. Cụ thể, khoảng 12 giờ, đám cháy phát ra từ khu bảo tồn các sinh cảnh đất ngập nước, làm nơi các loài chim cư trú, kiếm ăn vườn quốc gia, cách tỉnh lộ 843 khoảng 300 mét. Khói mù mịt tràn ra đường, kèm bụi than che khuất tầm nhìn trên tỉnh lộ kéo dài khoảng 1 km. Do là tuyến huyết mạch nối huyện Tam Nông và Tân Hồng, dòng xe ùn ứ, nhiều ô tô phải dừng lại, một số tài xế bật đèn cảnh báo cho xe chạy chậm. Ông Phạm Văn Tín, bí thư xã Phú Đức, huyện Tam Nông cho biết địa phương huy động khoảng 200 người phối hợp với các lực lượng dập lửa, cứu hộ dùng nước dập phong tỏa đám cháy, cố gắng khu biệt hỏa hoạn, ngăn lửa cháy lan nhằm bảo vệ vườn quốc gia. Chính quyền cũng đưa ra phương án xấu nhất sẽ di dời người dân, nhất là trẻ nhỏ ra khỏi khu vực cháy. Hiện địa phương chưa ghi nhận thương vong. Tràm Chim rộng gần 7.500 ha. Nơi đây có nhiều loài chim quý, đặc biệt là sứa đầu đỏ từ Campuchia bay về. Vào những năm 1990, vườn ghi nhận hàng nghìn sứa về, song số lượng ngày càng thưa vắng, có năm chim không về. Đồng Tháp đang có đề án khôi phục loài chim quý hiếm này.